Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Thông tin video clip hôm nay thì Xuân Mỹ qua video này thì Xuân Mỹ muốn gửi đến khán giả một số thông tin liên quan đến những hoạt động của Út Gò Công và vẫn là những hoạt động xung quanh idol của gia đình Xanh Đột Chuối. Và xa xa vẫn là cái bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè do Hồ Văn Cường trình bày, được up trên kênh Hồ Văn Cường Official. Mấy ngày nay là fan của Xanh Chuối rủ nhau nghe bài này để tăng view cho cậu ấy, dù bài này đã được up cách đây 5 tháng rồi. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang bài này để xem hôm nay nó là số lượt view bao nhiêu nha cả nhà. Đây, Hồ Văn Cường Official, hôm nay nó là 928.000 nha cả nhà. 928.836 lượt đăng ký. Và Xuân Mỹ nghĩ là chỉ vài ngày nữa thôi thì sẽ bài hát này sẽ đạt 1 triệu view nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin cả nhà, mong là cả nhà chúng ta cùng tích cực cài view cho cậu ấy và tăng cái thời lượng nghe của mình lên. Xuân Mỹ thì ngày nào cũng nghe như vậy, hãy tới bài nào thì nghe, cố gắng nghe và cũng mở kênh của anh Sơn nghe nữa nha cả nhà, nghe những cái bài hát của anh Sơn. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang thông tin mà cũng đang được gia đình Xanh Chuối quan tâm chút xíu, đó là đây thông tin này. Trước tiên thì Xuân Mỹ xin đưa cái tin về camera nó hơi bị ấy cho nên là hội thảo tham vấn chuyên Xuân Mỹ đọc cái tin này trước rồi sẽ chuyển tới cái tin hoạt động của ngày mai nha cả nhà. Hội thảo tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng hệ thống chính sách pháp luật, thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo ngoài công lập. Ngoài công lập tức là các cái trường tư đó cả nhà. Nhà giáo người nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Bên cạnh đó tham vấn ý kiến của các địa phương cơ sở giáo dục nói chung, trong đó có Đại học Hoa Sen, các chuyên gia về chính sách và giải pháp quản lý nhà giáo trong cơ sở giáo dục Việt Nam, Cục Nhà giáo và Bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng trường Đại học Hoa Sen phối hợp xây dựng tổ chức hội thảo tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam. Và thời gian là 8:30 ngày 24 tháng 6 là sáng nay đó cả nhà. Chủ trì thì có lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các vụ cục chuyên môn của Bộ Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại biểu ở các sở giáo dục đào tạo ngoài công lập, cấp mầm non, phổ thông, đại học, một số tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam và một số chuyên gia cả nhà. Và sáng nay cả nhà, chương trình được tổ chức lúc 8:30 sáng nay. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đó là cái thông tin về hội thảo tham vấn chuyên môn. Đây cũng là một cái hướng, mở ra một cái hướng mới cho cái công tác quản lý giáo dục, nhất là đối với giáo dục bây giờ thì người ta đang hướng tới cái việc xã hội hóa công tác giáo dục cả nhà, cho nên là ngày càng nhiều trường ngoài công lập, tức là các cái trường tư từ mầm non cho tới đại học được mở ra và liên kết với các trường nước ngoài tổ chức tại mở tại Việt Nam, mở các cơ sở tại Việt Nam để các cái em học sinh, sinh viên có cơ hội học ngoại ngữ, học song ngữ, các cái chương trình theo cái đào tạo của các cái nước, cái trường nước ngoài mà theo cái chuẩn quốc tế luôn nha cả nhà. Và Đại học Hoa Sen là một trong những cái trường đại học của thuộc tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã đi theo cái hướng đó, tức là liên kết đào tạo với các trường quốc tế để
tăng cái kỹ năng cho sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên học song ngữ nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển lên cái tin này. Sáng nay có cái tin này, ca sĩ Đại học Hoa Sen đã có cái thông tin đến ngày nhà Sen cùng ca sĩ Lưu Hoàng, Lưu mà O nha cả nhà, Lưu Hoàng, và đây là một trong những ca sĩ được xuất hiện ở trong cái chương trình Sen Tour, Hoa Sen Tour, Bayon Boundary. Như Xuân Mỹ đã đưa tin trước đó thì vào ngày mai 10 giờ sáng chủ nhật, 10 giờ sáng ngày chủ nhật tuần này 26 tháng 6 thì trường Đại học Hoa Sen có tổ chức một cái gọi là ngày hội của Đại học Hoa Sen nha cả nhà, gọi là Hoa Sen Tour. Tức là ngoài cái trường, hoạt động này tổ chức ngoài trường Đại học Hoa Sen và được tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, 275 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, quận 3. Đây là hình ảnh của ca sĩ Lưu Hoàng. Cả nhà, chương trình sẽ được diễn ra vào buổi tối, khi có ca sĩ hát là chương trình của buổi tối nha cả nhà. Show, nó gọi là night show nè. Night show diễn ra vào lúc mà 7 giờ tối nha cả nhà. 7 giờ tối thì chương trình văn nghệ này bắt đầu, và như Xuân Mỹ đã đưa tin ngày hôm qua đó thì sẽ có một cái ngày hội, và ca sĩ Lưu Hoàng là một trong những ca sĩ mà trường Đại học Hoa Sen đã mời và có tên chính thức trên đây. Đây là ngày hội vui chơi sôi động nhất của nhà Sen để cho các cái học sinh phổ thông trung học giao lưu. Thì sẵn đây Xuân Mỹ thấy ở trong này có rất là nhiều fan nè, nhiều fan cứng luôn của trường Đại học Hoa Sen, là hóng trường, hóng Hồ Văn Cường nhiều quá. Đại học Hoa Sen ơi, có ca sĩ Hồ Văn Cường không mọi người? Hồ Văn Cường và Lưu Hoàng mang phong cách âm nhạc riêng biệt, chờ tin Hồ Văn Cường nữa, có em Cường không ta, hóng quá. Tức là tất cả đều hóng ca sĩ Hồ Văn Cường nha cả nhà. Đây là những cái, Xuân Mỹ nghĩ thì đây là những cái fan của gia đình Xanh Đọt Chuối nè, trông chờ có sự xuất hiện của Cường. Thì Xuân Mỹ xin nói thêm cái chương trình này nha cả nhà. Đây là cái chương trình mà trường Đại học Hoa Sen tổ chức nhằm giống như là giao lưu, để giao lưu với các học sinh phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, nếu có điều kiện thì đến giao lưu. Và qua đây thì các em học sinh, nhất là các em học sinh cấp 3 mà muốn thi vào trường Đại học Hoa Sen thì nhân cái cơ hội này các em sẽ đến giao lưu và tìm hiểu những cái hoạt động của trường Đại học Hoa Sen thông qua các hoạt động ban ngày. Ban ngày thì có những cái gian hàng giới thiệu các hoạt động, ví dụ như các câu lạc bộ. Trường Đại học Hoa Sen này có 25 câu lạc bộ nha cả nhà. Và những câu lạc bộ này sẽ tổ chức gian hàng trong đó và sẽ giới thiệu các hoạt động của câu lạc bộ này cho các em học sinh được biết. Và những cái trò chơi như là trò chơi nhận quà, thì các em tham gia những cái trò chơi giao lưu trò chơi ở đó trong ngày từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối đó cả nhà, thì sẽ nhận được những phần quà từ các câu lạc bộ của nhà Sen, Hoa Sen. Và tối thì các em sẽ được tham gia xem các cái chương trình biểu diễn của các ca sĩ khách mời và những cái tài năng của trường Đại học Hoa Sen. Và đây để Xuân Mỹ kéo lên nè cả nhà, đây đó cả nhà thấy đó, 20 gian hàng của các cái câu lạc bộ khoa trường của Đại học Hoa Sen đó cả nhà, và có những cái phần quà cho học sinh ha. Đó, những cái ca sĩ là Lưu Hoàng hồi nãy đó cả nhà, và có những cái tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp từ các cái tài năng ở Hoa Sen và cũng như là các trường học sinh, các trường trung học phổ thông mà liên kết với trường Đại học Hoa Sen. Một cái chương trình này rất là vui hết cả nhà, đặc biệt là các bạn tân sinh viên K21, tức là các bạn mà đậu đại học cụ thể là năm thứ nhất, các sinh viên năm thứ nhất là các em mới toan, các em sinh viên mới toan, mới vào đầu năm học, năm đầu tiên tại trường Đại học Hoa Sen, trong đó có Cường đó cả nhà. Cường là sinh viên năm thứ nhất Đại học Hoa Sen. Thì các fan của nhà Xanh Đột Chuối đang hóng có Cường, thì hy vọng ngày hôm đó em sẽ có thời gian em ấy đến giao lưu. Chương trình này là chương trình mở nha cả nhà, chương trình này là giao lưu mở
nó giống như cái hội chợ vậy đó, mở cửa ra rồi các anh chị tới xem, tham quan, trao đổi, vui chơi, tìm hiểu thông tin, chứ không có bán vé nha cả nhà. Chương trình này hoàn toàn không có bán vé, mở rộng để cho các cái học sinh, phụ huynh học sinh và học sinh tới giao lưu cùng sinh viên, nhất là những cái sinh viên mới vào học, để xem người ta có gặp những cái gì, học sinh có cần tìm hiểu những cái gì, có cái gì bỡ ngỡ thắc mắc thì tìm hiểu và trao đổi với các sinh viên đã theo học ở tại trường đó. Người ta sẽ và được xem văn nghệ đó cả nhà. Đây là một cái hoạt động thường niên sau khi kết thúc năm học của trường Đại học Hoa Sen tổ chức. Xuân Mỹ xin nói lại địa chỉ của chỗ tổ chức nè cả nhà. Tại trường nè, 26 tháng 6 10 giờ sáng bắt đầu, trường Nguyễn Thị Minh Khai, khuôn viên của trường Nguyễn Thị Minh Khai rộng nha cả nhà, cho nên là người ta chọn tổ chức ở đây. Địa chỉ là 275 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ai ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể đến giao lưu. Cho tới Xuân Mỹ xin thông tin với cả nhà là theo điều kiện của trường thì là người ta cũng mời hết các cái sinh viên ra đó tham gia, thì không Cường là một trong những sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Hoa Sen, thì em có thể đến cũng có thể không nếu như em có những cái việc riêng ở nhà. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ là em ấy sẽ đến cả nhà, bởi vì đây là cái hoạt động lớn, và càng tốt nếu như mà em ấy tham gia một hai tiết mục hát ở đó, đúng không cả nhà. Xuân Mỹ nói lại là đây là chương trình thường niên của trường Đại học Hoa Sen và không có bán vé nha cả nhà, cho nên là chúng ta vào cửa tự do và ưu tiên cho học sinh phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, nếu có điều kiện thì tới giao lưu, bởi vì diễn ra nguyên một ngày lận, một ngày từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, và chương trình Night Show là hát hò đó, thì buổi tối do các ca sĩ và các cái sinh viên tài năng của trường Đại học Hoa Sen trình bày. Thông tin Cường có dự hay không thì cho tới bây giờ Xuân Mỹ chưa nghe trường thông báo nha cả nhà. Nhưng mà cái khả năng có thì sẽ rất là cao, bởi vì đây là cái mục đích của trường tổ chức là cho các cái bạn học sinh giao lưu với các bạn sinh viên năm nhất, thì cái xác suất mà Cường đến tham dự cái chương trình này rất là cao nha cả nhà. Và Xuân Mỹ nói lại một lần nữa là không có bán vé nha cả nhà. Có thời gian thì đến xem và giao lưu, nó cũng như một cái hội chợ thôi, nhưng mà chủ yếu là dành cho sinh viên giao lưu với học sinh cấp 3 ha cả nhà. Các fan đến thì ủng hộ, thì chương trình âm nhạc diễn ra thì là sẽ diễn ra vào tối nha cả nhà. Đây nè, Night Show nè đó. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn truyền tải cho cả nhà. Xuân Mỹ xin cả nhà nhớ ha, tức là đây là hoạt động thường niên của trường Đại học Hoa Sen, mở ra nhằm cho sinh viên của trường giao lưu với học sinh cấp 3, học sinh phổ thông trung học. Những ai mà quan tâm tới trường Đại học Hoa Sen, người ta sẽ tìm hiểu được tất cả mọi hoạt động, sinh hoạt, tổ chức của trường Đại học Hoa Sen, chế độ cũng như những cái đãi ngộ của trường Đại học Hoa Sen khi học ở đó, và sinh viên học ở đó thì nhận được gì, thì đây là cái cơ hội cho học sinh ha, học sinh phổ thông trung học. Còn nếu như mà có em Cường thì càng tốt ha cả nhà, và xác suất em Cường dự thì rất cao, bởi vì cái điều mà trường mong muốn tổ chức là cho các em sinh viên năm thứ nhất giao lưu với học sinh phổ thông trung học, bởi vì các em năm thứ nhất thì mới vào thì sẽ có nhiều chuyện để nói, cùng chưa mới bắt đầu thì sẽ truyền tải cái kinh nghiệm bắt đầu cho các em. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang cái kênh cái alpha trang fanpage Hồ Văn Cường Nhật Bản Vì Yêu Mà Đến, để có một cái bài này cho cả nhà cùng đọc cùng ngẫm ha. Tác giả khán giả Lê Thị Ánh Minh có một cái bài gọi là đây, nhẫn nhịn. Bài này thì tác giả Lê Thị Ánh Minh làm sưu tầm như cả nhà, nhưng mà Xuân Mỹ muốn đọc cho cả nhà nghe nè.
Cái bài nó tựa đề là Nhẫn Nhịn. Xuân Mỹ xin phép đọc: ta nhịn người đâu có phải ta ngu, chỉ vì giữ an hòa mà ta không nói, buông xả cho qua vì ta cần cởi trói cho chính mình và cho nghĩa tình thâm. Ta nhịn người đâu phải ta câm, không biết nói hay không biết gì để nói, người ngạo mạn luôn đúng thì cần chi phải nói, phí cả lời tranh cãi để làm chi. Ta nhịn người vì không muốn thị phi, đời giả tạm lời nói càng giả tạm, lời nói có khác chi những lần những làn mây khói. Hãy để cho luồng gió thành lành thổi cuốn nó đi, nhẫn nhịn người ta bình thản chẳng nghĩ suy, để ngoài tai như mình không nghe thấy, rước làm chi rác rưởi ngoài hiên ấy, nghe không nghe là quyền của chính ta. Đó cả nhà, xin cảm ơn tác fan Lê Thị Ánh Minh có một cái bài sưu tầm rất là hay. Cả nhà có nhớ là cách đây không lâu Xuân Mỹ cũng có một cái video Xuân Mỹ nói về cụ học sinh ở trường ở Gò Công có hỏi về việc có nói chuyện với cô giáo anh chủ nhiệm của em Cường đó, và bạn ấy than là Cường bị người ta vu oan rồi nhục mạ rồi chửi mắng và xuyên tạc nhiều lắm cô ơi. Thì cô mới nói là người ta cho quà mà mình không nhận thì quà đó vẫn còn trên tay người ta, thì nó cũng giống như người ta chửi mình mà mình không nghe thì người ta nghe, đúng không cả nhà? Thì cái bài Nhẫn Nhịn này cũng vậy đó, của tác giả của fan Xanh Đột Chuối Lê Thị Ánh Minh đã share về group Hồ Văn Cường Xanh Đột Chuối, Hồ Văn Cường FC Nhật Bản Vì Yêu Cường Mà Đến. Xin cảm ơn chị Lê Thị Ánh Minh, và Xuân Mỹ xin kéo lại cho cả nhà xem đó. Mỗi một ngày fan của Cường tìm ra được những cái bài rất là hay, và chúng ta thấy 10 tháng qua thì Cường nhẫn nhịn rất là tốt và im lặng vượt qua cái dông bão đó. Dông bão đó là dông bão vu oan và xuyên tạc, vu khống, tất cả những lời xấu xa đều trút lên em và gia đình em, cho nên là em không có nói tiếng nào và em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, và cho đến hôm nay thì đã đạt những cái điều mà cũng gọi là thành quả bước đầu nha cả nhà, cũng mừng cho em. Và nhưng hôm qua thì Xuân Mỹ cũng có đưa tin đó về việc ủng hộ nếu như mà ca nhạc sĩ Sơn Hạ làm live show mini, thì cái này nếu có thì ai cũng sẽ ủng hộ, mừng cho Cường thôi. Nhưng mà chúng ta hãy chờ ha, chờ, bởi vì là đó cũng chỉ là mới một cái dự án mở ra, và sẽ còn rất là nhiều, như khán giả đã vào kênh Xuân Mỹ bình luận là còn xin giấy phép nè, còn hợp đồng chỗ nơi nè, còn lên kịch bản và chuẩn bị rất là nhiều thứ để có một cái show, dù mini show hay là live show thì nó vẫn phải chuẩn bị mọi thứ cả nhà. Cho nên là chúng ta hãy ráng chờ ha. Và rồi đó là những gì mà Xuân Mỹ muốn truyền tải qua video clip này. Video đến đây là kết thúc. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ, và đã có những cái comment động viên tinh thần Xuân Mỹ, cũng như là góp ý trên kênh của Xuân Mỹ. Và ai xem kênh của Xuân Mỹ chưa bấm like thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là bấm like cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Đây, đó, nút like đó cả nhà. Nút like là nút ngón cái đây nè cả nhà. Rồi, Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có buổi trưa ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.